một công đoạn để chúng ta học tập quý vị. Đã sinh làm người trong cõi dục giới tán địa này thì tâm đều tán loạn cả, cũng như sinh ra trong cõi người thì đều có mắt mũi, bảo rằng phải bỏ tán tâm mới được vãng sinh, không có lý đó. Người tán tâm niệm Phật mà vãng sinh, đó mới là chỗ thù thắng của bổn nguyện. Tâm hàng phàm phu làm sao khỏi tán loạn, cũng bởi như vậy nên mới gọi là pháp đại thù thắng. Nên mỗi người chúng ta mỗi ngày niệm Phật, còn nhiều vọng niệm, không cần lo, cứ niệm Phật. Công đoạn này nêu rõ ràng, người tán tâm niệm Phật mà vãng sinh, đó mới gọi là chỗ thù thắng của bổ nguyện. Nên mười phương chư Phật đều tán thán Phật A Di Đà là ngay chỗ nào? Vì pháp quá thù thắng. Sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà cực kỳ đặc biệt. Nên chúng ta có vọng tưởng nhiều cỡ nào mình cứ niệm Phật. Tổ sư nói rằng vọng tưởng nhiều vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm, bạn cứ chân thật niệm Phật. Nhớ câu chân thật, bạn cứ chân thật niệm Phật, không cần bận tâm nặng nề, bạn cứ niệm Phật đi. Người ta niệm Phật an lạc cũng niệm Phật, bạn niệm Phật không an lạc bạn cứ niệm Phật. Nhớ cái câu không an lạc niệm với an lạc, an lạc rồi có khi có những lúc cũng không an lạc, nên cứ chao đảo như vậy. Nên gọi là tín nguyện thì chúng ta cứ niệm Phật, đừng nên bận tâm cái việc con niệm Phật mấy năm rồi, năm mười năm rồi mà sao vọng tưởng nhiều quá chán. Đừng có chán. Sự tiếp dẫn Đức Phật A Di Đà là ngay tín nguyện, bạn chỉ cần lòng tin kiên cố cầu sanh cực lạc, kiên cố thì ngài tiếp dẫn. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. Nhớ, không phải là tâm thanh tịnh rồi tiêu trừ nghiệp chướng mới niệm Phật, mà là niệm Phật lâu ngày tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ. Phải lấy từ niệm Phật dẫn đầu. Phàm phu của mình bây giờ mà đưa ra cái quy tắc này kia thì họ khỏi tu luôn. Nhưng mà từ niệm Phật họ đi vào quy tắc 100% luôn. Nên mới nói rằng là thờ mặc pháp niệm Phật thành tu, lấy niệm Phật làm chính, từ niệm Phật đi vào quy tắc. Quy tắc là gì á? Còn bây giờ mà đưa vào quy tắc, đưa rất là nhiều nhưng mà không làm được bao nhiêu. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Có khi trong một gia đình, người làm cha làm mẹ, có những người quy tắc trong gia đình quá trời luôn, nhưng mà sao con càng ngày càng hư. Nhưng nếu gia đình này mà nghe Phật pháp, niệm Phật, gia đình nó càng ngày càng tốt. Quý vị coi, nếu cả gia đình, những đứa biết có một gia đình này, hai vợ chồng một đứa con, rõ ràng không? Hai vợ chồng cùng nghe pháp cùng tu, con cũng biết tu, gia đình tự nó bình yên. Quý vị nghe công đoạn này, gia đình nào như vậy, vì hãy tự xem đi, là đồng lòng tác biển đông cũng đã cạn. Gia đình cứ bình thường như vậy niệm Phật, chuyện gì nó cũng qua, mọi việc nó đều tốt đẹp. Cái công đức này, niệm Phật này đặc biệt lắm. Nên ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân ngài nói không, chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tự tiêu diệt. Nó nên mỗi một con người chúng ta cứ nắm chắc câu Phật hiệu chân thật mà niệm, nghiệp chướng nặng nề gì cũng tự mắc. Tạp khí của mình nặng cỡ nào
chân thật niệm Phật niệm giết rồi, nó thông cái tâm tự mắc. Hãy tin chỗ này nè, tin 100%. Nên cả đời mình đã nói là tin Phật, thì dù sự cố gì trong cuộc đời đến với mình phải bình tĩnh niệm Phật. Niệm Phật. Thí dụ cái căn nhà bị cháy, những người cần đi chữa cháy thì cứ đi chữa cháy. Những người mà đứng xung quanh đừng có nên chỉ trỏ rồi la sùm, mà những người đó đồng thanh niệm Phật. Một bên là mình làm việc, mình cũng biết tính toán cách nào để chữa cháy. Một bên là tất cả chúng ta phải đồng thanh niệm Phật, nhờ quái lực của Phật Bồ Tát. Để nhớ, có khi sức người của mình có cố gắng, cực kỳ cố gắng luôn, nhưng nếu không có Phật Bồ Tát gia trì, mình chịu thua. Và có người mình phải hoàn toàn mình tin vào cái số mệnh, tin vào cái thành bại, phải tin vào chỗ đó nữa. Có người khi còn thờ thì dù sự cố gì xảy ra với họ, nó cũng tai qua nạn khỏi. Khi có người mà đã hết thờ thì mọi việc tự biến mất. Nên Đức Phật nói trong kinh rằng thành trụ hoại không, cuối cùng nó đi vào số không, như có người sanh già bệnh chết. Thí dụ như bây giờ chúng ta sinh ra một đứa bé nhỏ, chúng ta cực kỳ thương yêu nó luôn, nhưng cái quy luật đứa bé này nó không phải nhỏ gì, càng ngày nó càng lớn lên, rồi đến một ngày nào nó cũng già đi, cũng như chúng ta cũng đã từng khi sinh ra cũng là một đứa bé nhỏ. Rồi chúng ta từ từ theo ngày tháng chúng ta già đi, rồi chúng ta theo quy luật và chết. Thì từ loài người hay tới nhà cửa hay chùa chiền hay cái cây hay sông hay núi, nó đều có quy luật của sanh diệt. Nhưng chậm hay là nhanh đều có sanh diệt. Cái vũ trụ nhân sinh này đến một ngày nào nó cũng thay đổi, nó cũng không phải tồn tại mãi mãi như vậy. Tại vì Phật nói là sanh trụ dị diệt. Nên mỗi một con người chúng ta khi gặp một sự cố gì, có những việc người ta làm được việc đó, còn mình làm được việc gì? Niệm Phật. Phải duy trì cái tâm bình tĩnh để niệm Phật, phải cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Thí dụ như bây giờ quý vị coi, còn mấy ngày nữa lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Thời tiết lúc này cứ mưa gió. Những đức hỏi quý vị, nếu như quý vị lo về chuyện mưa gió của ông chờ, cái việc này làm cho quý vị thêm nặng nề, căng thẳng đầu óc thêm, nó làm gì? Bây giờ mình làm việc này là vì tất cả mọi người. Tổ chức khóa tu cho người ta tu, nghe Pháp niệm Phật, niệm Bồ Tát, lễ Bồ Tát. Mình làm việc này cho Phật Bồ Tát, tâm Phật Bồ Tát thương chúng sanh, mong chúng sanh nghe đạo và tu hành. Mình chân thật, mình làm việc này cho Phật Bồ Tát, để Phật Bồ Tát sắp xếp. Dù ngày đó mưa hay không mưa gì, việc làm của chúng ta thì phải cố gắng mà làm. Luôn luôn tin vào sự sắp xếp của Phật Bồ Tát. Nhớ, có người phải luôn luôn bình tĩnh trong mọi sự việc, bình tĩnh trong mọi sự việc. Tập được như vậy thì khi cuối cuộc đời của mình, có người cũng bình tĩnh. Có những con người chúng ta khi nghe bệnh đau cái là mình xanh xao vàng giọt á. Người khác bệnh đau gì mình cũng sợ xanh, mặt xanh mài, tay chân lạnh ngắt. Nghe ai chết một cái là mình không còn biết gì nữa. Đó là không bình tĩnh. Nhớ, sự cố gì trong cuộc đời cũng phải bình tĩnh, phải duy trì được cái tâm bình tĩnh.
tin có sự gia trì của Phật Bồ Tát. Mình là người nghe đạo, sự cố gì cũng phải niệm Phật, căng thẳng niệm Phật. Nhưng mình mỗi ngày là một câu ai Phật niệm đến cùng, thì sự cố gì đến với mình cũng niệm Phật. Phải duy trì cái tâm đó đó. Tin có Phật Bồ Tát sắp xếp, có sự chuyển biến. Thí dụ như bây giờ chư tổ sư, thời điểm của các ngài tu, các ngài cũng gặp những sự cố chung chung luôn. Có khi các ngài thịnh vô cùng, nhưng có khi các ngài cực kỳ si. Những đứa coi chuyện của ngài Hư Văn, có những vị tu hành nhiệt tình vì chúng sanh lắm. Như cái câu chuyện mà người xuất gia đi vẽ tranh, ông vẽ tranh rất là đẹp, cái vùng quê đó hạn hán, người dân đói, ông vẽ tranh ông kiếm tiền, ông vẽ một bức tranh gì ông kêu giá rất là cao. Thì có người này nhờ ông vẽ tranh mà định giống như sỉ nhục người xuất gia. Ông vẽ lên bức tranh xong, dán trả tiền như lấy bức tranh đó lót vào đôi giày để đi xem thường gì. Người đệ tử thấy bất bình cho thầy mình quá, định nói lên. Thì người thầy nói không cần phải nói, ta chỉ cần niệm niệm vì chúng sanh, dù ai có xem thường cỡ nào cũng được. Nên mình tu hành cái tâm phải bình tĩnh như vậy đó. Lúc bình thường mọi việc tốt đẹp cũng tu, mà lúc sự cố xảy ra cũng phải tu. Những đức luôn luôn nhắc mình như vậy. Nên có người mình tu hành nhất định phải có gặp sự cố, và có thịnh ắt có si. Tại sao những đức ưa giảng những điều này quý vị? Vì chùa mình cũng đang vô cùng thịnh. Những đức tin rằng ở cuộc đời này nhất định nó phải có những sự cố gì đó. Giống như tội nặng báo nhẹ, nghiệp nặng chịu nhẹ, phải gặp. Nhưng bản thân của mình có tiếp tục duy trì niệm Phật hay không? Đây mới là chỗ cực kỳ quan trọng. Quý vị nhớ rằng có những người cho rằng bản thân mình hoàn toàn cố gắng vì một việc đó, thì do nhờ mình cố gắng mà mình thành công, chưa chắc. Sự thành công của chúng ta là vì mình còn phước duyên. Sự thành công của chúng ta là vì mình chưa hết thờ. Nhớ. Còn nếu như hết phước, hết duyên, hết thờ, dù quý vị có cố gắng cỡ nào cũng uổng công vô ích. Nên chỗ đặc biệt trong Phật Pháp là gì? Tu nhân tích đức. Việc cực kỳ quan trọng là tu nhân tích đức. Và có một pháp tu để có điểm nương tựa Phật Bồ Tát. Quý vị nhìn tượng Phật Bồ Tát đứng chơi chơi như vậy đó, nhưng mà cái quái lực từ bi của Phật Bồ Tát lớn lắm. Thí dụ như có những người đi sông, đi suối, đi biển, ta gặp những sự cố gì bão tố cuồng phong, thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc niệm ai với Đạo Phật cũng được, thì tự nhiên mọi việc bình yên. Bao nhiêu cái cảm ứng. Nên có người khi nghe đạo, niệm Phật, niệm Bồ Tát, lòng tin cực kỳ kiên cố. Tại vì thấy từ cảm ứng đó mà tin. Như cái câu chuyện mà cái người đàn ông đi ngoài biển đi coi, phải là quái lực của Phật không quý vị? Phải tin chỗ này. Bây giờ một người đàn ông linh bình dưới biển như vậy 3 ngày 3 đêm, lên đến dưới biển như vậy mà niệm một câu Nam Mô với Đạo Phật mà tai qua nạn khỏi, quý vị coi kinh khủng không? Thì quý vị bình tĩnh mà suy nghĩ coi cái quái lực Phật Bồ Tát cỡ nào chưa. Nên những đức mới nói rằng sự cố gì, nhà sập hay là nhà cháy gì, bản thân mình là người niệm Phật, những người người ta làm được việc gì người ta làm hết lòng hết dạ,
Còn bản thân mình thì đứng mình cung niệm Phật. Niệm Phật là đang làm gì? Cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Phải tin chỗ này 100%, không có một chút gì mê tín. Phật Bồ Tát đều có phát nguyện. Giống như Phật A Di Đà ngày phát nguyện rằng: chỉ cần niệm danh hiệu ta, thì bất cứ sự cố gì trong cuộc đời, khi thọ mạng đến, ta đến tiếp dẫn. Ngài đến tiếp dẫn mình khi cuối đời, tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì sự cố trong cuộc đời mình niệm danh hiệu Ngài, thì cái sự từ bi của Ngài, bổn nguyện đó cũng gia hộ cho mình. Thí dụ như ngọn lửa cháy ầm, sức người mình có khi dập tắt không được, nhưng oai lực của Phật Bồ Tát một chút thôi thì hoàn toàn dập tắt. Phải tin chú này. Nên cuộc đời mình tu hành phải tin sâu nhân quả, có thịnh ắt có suy, để cho mỗi một con người chúng ta nhìn được vô thường. Có khi cả đời của mình cố gắng tích góp vì vật chất, nhà cửa, nhưng chỉ cần một nhóm lửa nhỏ nẹt ra thôi thì nó cũng có thể thiêu rụi sạch tất cả những công trình mình đã tạo ra. Hoặc là một cái động đất thôi thì cũng không còn gì tồn tại. Có người tạo ra vật chất, nhưng khi có người chết rồi thì tất cả vật chất này quý vị có cầm theo được không? Nhìn từ cái vô thường này nên có người nhất định cố gắng lo tu. Chắc chắn lo tu. Sống trong cuộc đời này những ngày nào tu phước tu duyên được, chân thật mà làm. Nên những đức nói với quý vị, 4 ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm là cái pháp hội đại thù thắng. Mỗi một con người về chân thật cố gắng lo tu, đây là cơ hội chúng ta cùng tu phước tu duyên cực kỳ thù thắng. Người nào về mà không lo tu thì đúng là đáng thương thiệt. Vì sanh không mang đến, chết không mang đi. Cái việc tu hành mới là cầm theo được, mà không cố gắng thì uổng lắm. Nên mỗi ngày phải cần rèn luyện một cái tâm bình tĩnh. Gặp sự cố gì không phải là nháo nhào la lối sùm, mà là bình tĩnh chỉ ngay cái điểm đó. Nào điểm nào? Cái việc giải quyết là phải giải quyết, nhưng những người xung quanh đừng có nhớ nháo nhào la lối sùm, mà hãy đồng thanh niệm Phật, niệm Bồ Tát. Nếu như cùng niệm Di Đà thì chân thật thì cùng niệm Di Đà, cùng niệm Bồ Tát thì cùng niệm Bồ Tát. Nó phải đồng tâm đồng chi thì tức khắc có cảm ứng, 100% có cảm ứng. Hãy tin vào sự cứu độ của Phật Bồ Tát, phải có lòng tin đó. Dù mình có làm được việc giỏi cỡ nào cũng luôn luôn tin vào Phật Bồ Tát gia hộ. Nhớ, mình là người niệm Phật luôn luôn, gặp sự cố gì mà tai qua nạn khỏi đều nói Phật Bồ Tát gia hộ. Chỉ có Phật Bồ Tát gia hộ. Phải nói câu này, chứ không được nói nhờ mình gì hết, mà phải nói Phật Bồ Tát gia hộ. Nói Phật Bồ Tát gia hộ thì cực kỳ đúng. Vừa là hạ cái ngã, hai là tin 100% có Phật Bồ Tát gia hộ. Phải tin như vậy. Như anh chàng mà lên đến dưới biển 3 ngày 3 đêm mà thoát chết là anh không tu anh cũng tin Phật gia hộ cho anh, đúng không? Thì bản thân chúng ta là người niệm Phật, mình phải tin có Phật Bồ Tát gia hộ chắc chắn, thì tâm bình khí hòa liền. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người nghe tịnh độ tín nguyện đối với Phật A Di Đà một đời này không bao giờ thay đổi, và đều phát một cái cầu là con cầu nguyện đời này con sanh cực lạc, chỉ đúng một cái cầu như vậy thôi. Cực khổ làm việc thiện gì cũng chỉ đúng một cái cầu là cầu sanh cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.